Ngày 21 tháng 12, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ trao quyết định số 1568 trên QĐ-TTg của Thủ tướng bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương cho đồng chí Phan Thị Thắng. Chủ trì buổi lễ và trao quyết định cho đồng chí Phan Thị Thắng là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Tham dự còn có các Thứ trưởng của Bộ Công Thương. Đồng chí Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Long An, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, đại học luật, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Phan Thị Thắng bắt đầu quá trình công tác tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2009 đến năm 2013, công tác tại quận Bình Tân, giữ các chức vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Tháng 7 năm 2013, đồng chí Phan Thị Thắng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2015, được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2019, tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, đồng chí Phan Thị Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10 năm 2020, được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12 năm 2020, tại kỳ họp thứ 23 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, đồng chí Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026.